god, nó nhỏ giọt này mọi người ơi. Khủng khiếp thật, đau thật. À, Hà phải rửa tay. Đau quá. It's Friday. Và chúng ta đã gặp lại nhau. Mình là Sunny, xin chào xin chào xin chào. Chà, và Hà nghĩ là một số bạn đang thắc mắc là Hà ơi, bao giờ bạn làm trung thu vậy? Trời ơi, đợi bạn làm trung thu thôi mà lâu quá sao là lâu. Thực ra thì không phải là Hà không muốn làm trung thu cho các bạn đâu. Nhưng mà các bạn nhìn đây. Đây, còn khá là nhiều cái không gian trống như thế này Hà vẫn chưa có kịp DIY. Cho nên ngày hôm nay với cái chủ đề là Back to School, Hà sẽ cùng các bạn đi trang trí lại cái góc học tập, cái góc làm việc của mình nhé. Yo! Và chắc chắn là Hà sẽ làm trung thu chứ. Hà sẽ làm trung thu ngay khi mà những cái DIY và những cái khoảng trống này nó đã hoàn thành xong. Và Hà nghĩ là Hà sẽ kết hợp làm một cái vlog về Q&A đi. Bởi vì Hà biết là có khá là nhiều bạn ở theo dõi Hà thì hỏi Hà mua cái này ở đâu, rồi giá bao nhiêu, rồi có mắc không, rồi Hà làm trong bao lâu và hết tổng chi phí là bao nhiêu tiền. Hà biết có rất là nhiều thắc mắc và cũng có một số bạn inbox riêng cho Hà nhưng mà Hà vẫn chưa trả lời kịp bởi vì kiểu cũng hơi nhiều ấy và có những cái câu hỏi nó hơi trùng trùng nhau. Cho nên là trong vlog này thì các bạn còn muốn hỏi hoặc còn muốn thắc mắc gì các bạn để lại comment cho Hà cùng biết với nha. Và Hà sẽ tổng hợp để trả lời các bạn một lần trong cái vlog room tour và Q&A luôn. Vậy nha. Ta-da-da. Và đây chính là người bạn đồng hành của tụi mình ngày hôm nay. Đó chính là một cái thùng dụng cụ và Hà đã mua nó với giá là 300.000 đồng. Các bạn khá là bất ngờ đúng không? Không biết là cái việc mà mình bỏ ra 300.000 đồng có xứng đáng để làm nên một cái góc học tập mà đang trống như thế này hay không. Vậy thì các bạn ơi, Hà hy vọng là các bạn sẽ thích video này và coi đến cuối video nhé. À xí, trước khi bước vào video thì tụi mình sẽ cùng khám phá xem thử là Hà đã mua những cái thứ gì để trang trí nha. Đầu tiên là tin. Đây chính là một chiếc rổ mây. Hà mua với giá là xí quên rồi. Thật ra là Hà có viết lại, bởi vì dạo này đầu óc của Hà hay quên ấy, cho nên là mua món gì Hà cũng đều ghi lại để mà bốc giá một cách chính xác nhất có thể. Ok, vậy thì tại sao Hà lại mua những cái món kiểu hơi gỗ nè, hơi mây tre một chút xíu? Bởi vì cái phong cách của mình ngay từ lúc đầu là mình sẽ bám sát về cây lá và kiểu hơi gỗ một chút xíu, hơi mộc quá, hơi tự nhiên. Cho nên là Hà nghĩ là cái góc học tập của mình để mà không bị rối thì cái điều đầu tiên Hà nghĩ, cái kiểu mà mình đi tiệc với những cái phong màu như thế này thì Hà nghĩ là decor hết toàn bộ sang màu trắng nè, màu vàng của gỗ và màu xanh. Cho nên đa phần những cái dụng cụ Hà mua thì đều là ba màu chủ đạo đó, để khi mà chúng ta nhìn vào cái góc học tập của mình không cảm thấy nó quá rối mắt và cũng không cảm thấy nó hơi trẻ con ấy. Ok, đầu tiên đó là một chiếc rổ mây Hà mua với giá 65.000. Ta-da-da. Đây chính là ba cái bản trình ký mà Hà mua với giá là 14.000 một bản. Đây là hai cái tờ giấy màu vàng này và Hà mua là 3.000 một tờ, hai tờ là 6.000. Tiếp theo Hà có đó là, đây là vải, không, Hà không biết gọi tên là gì, nó là kiểu vải bố ấy mọi người ạ. Kiểu Hà đi ra chợ và Hà không biết tên gọi nó, Hà nhìn thấy và Hà kiểu à, đúng rồi, cái này. Và các bạn biết không, Hà mua hai cái này thôi mà gần 100.000. Tiếp theo Hà có đó là rớt đồ. Đợi Hà thấy Hà lụm lên nhé. Ok, và tiếp theo cái bó dây này Hà mua trong nhà sách Nguyễn Thị Minh Khai với giá là 15.000. Tiếp theo nữa Hà nhặt ngoài đường, trời ơi xấu hổ chết đi được, là kiểu người ta đang chặt cây và Hà chạy tới cô cho con xin một đoạn cây. Cô kêu ok, vô tư đi con, tại vì hồi đó tới giờ cô vẫn chưa có thấy ai mà đi xin cây như con hết trơn. Và cái đoạn cây nhỏ chút xíu này thôi để Hà xin được cái cô lau công quét dọn. Và Hà đã thử cái độ chắc chắn của nó thì cũng khá là ổn, cho nên là Hà quyết định chọn cái cây này. Ok, không mất tiền nha. Keo đốt là 6.000 là cây này nè, và keo cuộn là 12.000. Đây là cái hai cái món này. Ok, vậy là xong nha. Hà nghĩ là nãy giờ tính sơ cũng khoảng 300.000 rồi đúng không? Nhưng mà Hà nghĩ là đối với một số bạn nào vẫn chưa có kiểu những cái dụng cụ để làm ấy, thì Hà nghĩ sẽ tốn một khoảng là tầm 50-60.000 để sắm những cái dụng cụ. Ví dụ như là cái súng bắn keo này mọi người. Và món cuối cùng đó là ta-da! Hết rồi. Hả đùa đó. Vậy thì chúng ta bắt đầu làm nhé. Vô. Ra, và đây chính là cái góc học tập, góc làm việc hết sức là đơn điệu của Hà. Bây giờ tụi mình sẽ khám phá trên này nó có gì ha. Đầu tiên đó là một cái hộp bút như thế này, Hà được tặng trong nhân dịp đi xem một bộ phim ở Galaxy tên là Monster Trucks, và Hà đã sử dụng nó lại để mà đựng hộp bút. Và tiếp theo là một cái file, một cái tệp đựng hết những cái gì quan trọng, sổ sách,
mà kiểu Hà hay sử dụng hàng ngày ấy. Còn đây là một cái ly cà phê Hà mới vừa pha xong và chưa kịp uống. Và đây, các bạn có thấy là cái sự tiện dụng khi mà Hà phân chia ra hai khu vực rõ ràng không? Đầu tiên thì Hà sẽ dán đề cam ở đây, và cái khu vực này Hà biết là Hà sẽ để nhiều cái ly thức uống có đá và nó sẽ văng ra nước non như thế này nè, cho nên là Hà để đây. Dù sao thì nó không có ảnh hưởng quá nhiều với miếng đề can này. Và các bạn hay thắc mắc là không biết là bao nhiêu sách vở này thì có đủ hay không, bởi vì cái không gian này mình hơi nhỏ, thì đây Hà có một cái kệ riêng biệt bên này để đựng sách rồi. Còn đây là cánh cửa bước ra ban công, Hà nghĩ là kiểu nào Hà cũng phải làm thêm một cái màn, bởi vì ở phía trên này mọi người thấy không, đó nó khá là trong suốt, và Hà nghĩ là hàng xóm có thể nhìn từ ở phía bên phòng đối diện nhìn sang đây. Hà đây, và Hà nghĩ cái bước quan trọng đầu tiên nhất đó là mình sẽ dùng thước dây để mình đo, mình xác định cái khoảng cách của cái đường này, sau đó mình sẽ lên một cái kế hoạch chi tiết nhất có thể. Bây giờ các bạn cùng đo với Hà nhé. Vô. Nè, bây giờ thì Hà sẽ lên bản vẽ chi tiết nhé. Đầu tiên là Hà sẽ đo kích thước của những vật dụng để lên bố cục sao cho hợp lý nhất có thể. Và sau đó thì Hà sẽ vẽ một cái bản kế hoạch cụ thể về những gì mình định làm á. Hà sẽ đặt 3 bản gồm có platform mánh ly, quickly và daily thành một hàng dọc như thế này. Còn kế bên sẽ là một cái tấm trang trí với phần đựng đồ ở giữa, và hai bên sẽ treo hình hoặc là những câu khuyết hay ho để tạo cho mình nhiều động lực hơn. Và sau đây Hà sẽ chia sẻ một vài bản thiết kế của mình. Thứ nhất là về mánh ly, Hà sẽ để một cái ô trống ở đây để mà mình có thể điền tháng 1, tháng 2, tháng 3 tùy ý của mình. Và thứ tiếp theo Hà sẽ để là thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Và Hà sẽ để được cái góc này thì bạn sẽ điền vào, ví dụ thứ 2 là ngày 1, thứ 3 ngày 2, thứ 4 ngày 3, ví dụ như thế cho đến hết. Và trong những cái ô này bạn sẽ nốt lại những cái ngày sự kiện quan trọng này hoặc là cái dự định gì đó. Và tiếp theo Hà cũng có sẽ bản Quickly Planner, đây là bản kế hoạch tuần, và Hà cũng để từ thứ 2 cho đến chủ nhật ở đây. Và tiếp theo thì ở đây thì Hà sẽ ghi những cái mục đích của tuần, những cái chủ đề quan trọng của tuần Hà sẽ để đây. Và đây là những cái hình trái tim đó. Do photo hơi mờ. Sau khi mà thực hiện xong, Hà sẽ dùng bút màu Hà tô ở đây. Còn đây là cái bản theo dõi thói quen Hà muốn thay đổi. Ví dụ như là Hà muốn dậy sớm vào thứ 2, Hà làm được thì tích vào. Thứ 3 làm được thì tích vào, như thế cho đến hết. To do list, Hà sẽ list ra những cái việc quan trọng của tuần Hà cần phải làm. Và cuối cùng là Hà nốt lại những cái gì mà mình cần phải mang theo hoặc là cần có trong cái bản kế hoạch này. Và tương tự thì Hà cũng sẽ thiết kế riêng cho mình một cái daily, đó là plan for today, với những cái mục như là đây, mình có thể ghi ngày tháng vào đây, hoặc là Hà sẽ có ghi một câu quote rất là dễ thương. Rồi ở đây thì mình sẽ có timetable với từ 6 giờ sáng cho đến 11 giờ tối. Còn cái này là nốt ví dụ như những ngày nào mà mình edit video muộn hoặc là có cái vấn đề gì mình sẽ nốt ở đây. Còn đây là một cái goal of today, có nghĩa là mục đích ưu tiên trong ngày của Hà sẽ là cái gì, Hà sẽ ghi ở đây. Còn cái này to do list, có nghĩa là Hà sẽ kiểu mỗi lần mình viết ra một cái mục nào đó thì mình sẽ dùng viết, mình tích lại cuối ngày đó, mình coi thử là mình đã hoàn thành xong chưa. Còn ở đây là Hà cũng sẽ có plan cho mình vào các bữa ăn trong ngày, như là ăn sáng này, ăn trưa và ăn tối. Ok ha. Vâng, và với DIY thứ ba này Hà sẽ dùng cái giấy màu vàng để bọc lại cái file đựng tài liệu để trông nó fit một màu ấy. Vâng, và với cái hộp bút này cũng không ngoại lệ, đây chính là DIY thứ tư của tụi mình, và chúng ta sẽ dùng cái vải bố này để bọc cái này lại cho nó trùng một màu nhé. Đầu tiên là Hà sẽ cắt một mảnh vải bố phù hợp với kích thước của hộp đựng bút. Và có một cái mẹo hay ho Hà muốn chia sẻ với các bạn, đó là các bạn hãy tước 3 đến 4 xớ vải để tạo thành tua ru, và không mất quá nhiều thời gian để mình canh chỉnh cái độ thẳng thớp của đường cắt đâu. Nếu mà để các xớ vải khác không bị bung thì bạn hoàn toàn có thể may một đường chỉ cố định như Hà làm nè, hoặc là bạn dùng hộp quẹt để đốt các xớ vải ở đầu đi. Giờ thì mình chỉ dùng súng bắn keo để cố định miếng vải vào hộp bút thôi. Chỉ cần thêm một chiếc nơ xinh xinh là hoàn thiện rồi. Hà nghĩ là dễ làm vô cùng phải không nè. Bạn cẩn thận kẻo bị bỏng nhé, bởi vì súng bắn keo khá là nóng luôn á. Oh my god, nó nhỏ giọt nè mọi người ơi. Khủng khiếp thật, đau thật. Hà phải rửa tay. Đau quá. Cái kéo này nè, làm cho Hà bị máu đổ rất là nhiều. Mọi người cẩn thận nhé.
Chào các bạn, tên là thương binh đã về tới nhà sau gần 2 tiếng đồng hồ ở bệnh viện. Thật sự là vết cắt rất sâu, tới 1,5 phân. Nếu như mà không đi bệnh viện để khâu lại thì chắc chắn không chịu nổi, bởi vì máu nó cứ phun ra rất là kinh. Và kết quả là Hạ may khoảng 4 mũi khâu. Và Hạ còn cố gắng tiếp tục video ngày hôm nay, nên các bạn đừng tiếc với Hạ một like nhé, bởi vì máu đã đổ rồi, đau quá. Vô. Đây là máu của Hạ này mọi người, bây giờ nó đông lại ấy. Ôi trời. Và để làm được cái bản trang trí tường gồm các thanh đựng đồ và thanh treo ảnh thì Hạ nghĩ là trước hết bạn còn chuẩn bị 4 tấm hình chữ nhật như thế này. Sau đó thì bạn sẽ thêm một cái miếng keo vải. Đây là một cái loại sử dụng trong may mặc á, và bạn hãy dùng bàn ủi ép keo làm sao cho cái tấm vải bố trở nên cứng cáp và dễ may vào hơn. Lần lượt là bạn làm tương tự với 3 miếng còn lại luôn ha. Giờ thì bạn sắp xếp 3 tấm nhỏ lên một tấm lớn như thế này và bạn hãy dùng kim cố định. Bây giờ thì mình sẽ may theo cái vết mà Hạ đã kẻ sẵn nhé. Lưu ý là bạn hãy đính thêm 2 sợi dây ở hai đầu để cột lên khúc cây nhé. Và giờ thì chỉ cần thêm 2 sợi dây hai bên để mà treo ảnh. À xí, Hạ sẽ sử dụng thêm một cành lá giả để cột ở phía đoạn cuối của dây, để khi mình treo lên dây có thể căng ra. Chà, bây giờ thì đã xong rồi. Nhưng mà các bạn còn cảm thấy nó trống trống đúng không? Thì Hạ đang chuẩn bị một vài cái khâu khuếch cũng như là những cái hình ảnh bây giờ chúng ta sẽ kẹp lên cái này, thì trong nó sẽ có duyên hơn chút xíu. Và nhìn vào thì nó không kiểu quá là rối mắt. Nói chung thì đây là lần đầu tiên Hạ bị một cái vết cắt khá là sâu như thế này, và Hạ rất là sợ đây là thẹo ấy. Và chắc không sao đâu ha, kiểu bây giờ nó hết thuốc tê và bắt đầu nó đau đau quá. Trời ơi, Hạ không biết là sắp tới đây Hạ sẽ làm vlog DIY kiểu gì dành tặng cho mọi người nữa, bởi vì tay chân như thế này. Nhưng mà sao bác sĩ dặn Hạ là chỉ cần sau 7 ngày chăm chỉ thay băng mỗi ngày ấy, thì Hạ sẽ rất là mau lành và có thể đi cắt chỉ được rồi. Hay là nhân tiện đây các bạn hãy gợi ý cho Hạ một cái chủ đề nào đấy mà chỉ cần đặt máy quay trước mặt rồi sẽ nói mà các bạn cảm thấy không bị chán ấy, các bạn comment cho Hạ cùng biết với nha. Nếu mà video ngày hôm nay các bạn cảm thấy khá là thú vị và bổ ích thì các bạn nhấn like, subscribe cũng như là nhấn cái chuông, bởi vì Hạ còn quay lại với các bạn trong nhiều video thú vị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Hạ đi dưỡng thương đây.